Ngày hôm nay công ty xin giới thiệu loại túi lưới nhựa đựng trái cây nông sản, trong đó có loại túi lưới để đóng gói dưa chuột. Dưa chuột là một loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, dễ dàng bắt gặp loại quả này được bày bán tại các siêu thị, cửa hàng hay các khu chợ dân sinh. Trong loại quả này có tính mát, giàu vitamin, có lợi cho cơ thể. Ngoài ra dưa chuột còn có công dụng hỗ trợ làm đẹp da, giảm cân nên được rất đông chị em sử dụng. Sử dụng túi lưới đóng gói dưa chuột giúp tăng tính thẩm mỹ, sự tiện lợi và giá trị kinh tế cho loại quả này. Túi được làm từ nhựa nguyên sinh PE chất lượng cao, có các mắt lưới đan xen chắc chắn và tùy chỉnh được số mắt lưới cũng như kích thước của mắt lưới. Một đầu túi lưới được dập nhiệt chắc chắn, khi bị tác động lực mạnh hoặc treo trọng lượng nặng cũng không bị bục rách mối hàn. Túi lưới đựng dưa chuột có nhiều màu sắc và kích thước để khách hàng lựa chọn. Công ty đang có sẵn số lượng lớn các màu sắc như xanh, đỏ, vàng, trắng cùng các kích thước 25cm, 35cm, 40cm. Ngoài ra, công ty nhận sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Để đóng gói dưa chuột trong túi lưới vô cùng đơn giản, ta chỉ việc lựa chọn túi lưới có kích cỡ phù hợp với trọng lượng quả cần đóng, rồi dùng móc khóa chuyên dụng của túi lưới để cố định miệng túi lại. Móc khóa túi lưới có quai sách rất tiện lợi và yên tâm là khóa rất chắc chắn, sẽ không bị tuột khi vận chuyển. Để biết thêm thông tin về sản phẩm hoặc tham khảo thêm các sản phẩm khác của công ty, quý khách hàng vui lòng truy cập website hoặc gọi điện vào số hotline hiện trên màn hình để được nhân viên của công ty tư vấn và giúp quý khách hàng đặt hàng nhanh chóng nhất.